Hello. Hello. Chào hai bên luôn, hai cái điện thoại, hai cái FaceTime luôn, chào luôn hả? Được. Rồi, vô hộ dĩa lên chén nha. Thì dĩa lên chén hai đứa. Rồi hai đứa đệ tử này. Con ở đâu vậy? Con ở thù nói chuyện con nè, con đang ở đâu? Con ở Sài Gòn, còn mấy đứa đệ tử này ở Đồng Tháp. Này Đồng Tháp, này Sài Gòn. À, hai tỷ muội cùng quy một lượt ha. Con của ông trời mấy cô tiên này. Rồi ok nhận luôn. Sư phụ chỉ nhận dùm cho cha đây nghe, chứ hộ xuống trần là sư phụ, nhưng mà về trời là mình là bạn nhau á. Rồi nhận hết. Rồi nói chuyện con sau nha. Rồi thời gian này khổ quá. Ok rồi, hộ nói chuyện con sau. Sao con hồi nãy con đưa cái gì? Rồi nói làm sao, hai đứa con của con sao? Thời gian này quá khổ. Con ở đâu? Con Thiên Thị Dư Hiền, con ở tỉnh nào? Ơi nghe. Rồi dễ nè, dễ rồi. Nhớ đọc kinh là thiền nghe. Rồi, giỏi. Giỏi đó. Năm giờ sáng dậy con ngồi thiền, con đọc Lăng Nghiêm cứ mỗi ngày, nhưng mà bây giờ kinh tế Việt Nam nó đang rất là khó khăn. Nên mình biết là cơ vận á, đi đúng đường, đúng đến khi nào mà nước Việt đến lúc mà cần Phật xuất hiện thì Phật sẽ xuất hiện. Con thấy bây giờ nó khác hơn những năm về trước. Mỗi một ngày đó mấy vị là nói cho thầy biết á, là sẽ còn nhiều nạn tai cho nước Việt, tại vì nước mình nghiệp nặng lắm, con biết không? Sư phụ là thiên tử đầu thai xuống trần, mà người duy nhất con với cha xuống trần mà bị người Việt Nam ở bên bển nó vùi dập nhiều lắm, họ vô minh lắm, thì gọi là cộng nghiệp. Sắp về đó con chuẩn bị đón đi, sắp rồi đó. Sư phụ bữa nay là núp lùm ở trong cái phòng này. Hồi xưa đó, cái phòng này là đường xưa lối cũ, tức là hồi xưa lúc mà sư phụ mới làm livestream đó là ở đây. Còn mấy năm nay cái đi lòng vòng ngoài, thì bữa nay mấy vị kêu giữ gìn sức khỏe thì mới trở về cái phòng này, dùng cái điện thoại có một mình nè để mà ngồi thiền nhiều được một chút, chứ bữa giờ ra ngoài cộng đồng nhiều quá không có giờ ngồi thiền. Ok, phụ nói chuyện với mấy đứa khác nha, nhiều người gọi quá, quá trời gọi luôn. Hello. Ok, đọc comment, bắt điện thoại bắt không nổi. Hai ba cái điện thoại nó reo liên tục. Hello. À, chào đệ tử. À vậy à. Dạ, con
gán ngồi thiền đọc kinh nghe, tướng trời nghe, lỗ mũi này giàu lắm đó nghe. Con lỗ mũi này, lỗ mũi này giàu lắm à. Con cũng thờ cha mẹ đấy ạ. Quá trời á. Con cũng trời xuống trần cũng nhiều đứa biết đường về nhà quá. Dạ, con mong sư phụ về Việt Nam. Sẽ về mà, khi nào Việt Nam cần thì sẽ về, còn giờ chưa đâu, về giờ là cái cổng số 8 nó ra phía trường nó cầm liền á. Dạ, chú cho con làm đệ tử của chú. Rồi, hồi dễ lên chén nè. Rồi, nhận. Rồi, rồi đó, nhận rồi đó. Ok. Dạ, dạ, con cảm ơn. Vâng, chào con. Hello. Rồi, sao? Mà con nó có nhờ phụ giúp cái tay con bị cao đó phụ. À, cái tay đau thì sao? Ô, con là thợ hồ phải không? Con bữa con bị cái tay đó phải không? Dạ, con bên thợ hàng. Thợ hàng là vậy giờ cái tay con bớt chưa? Thì coi như cái nghiệp của mình á, mình xả nghiệp đi nhưng mà giữ tâm bền trí, xét phàm là vô thường. Miễn làm sao á, mình giàu cho cái ngày mình chết, mình cũng chết quanh quanh việc liệt á, mình không phải là chết nhát á, chết mà chết đúng như từ hải á, là mình cũng vẫn thành thần, thành thánh như thường, không biết không? Dạ, dạ. Mà sư phụ ơi, sao? Ừ, nhận hết rồi mà. Rồi nhận hết rồi đó rồi. Gắn tu tập nha, đọc kinh ngồi thiền nha. Rồi. Ok rồi, chào con nha. Con gắn đọc kinh ngồi thiền.